Hi, chào các bạn đã quay lại với thế giới bủ bối thần kỳ ARK. Hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách hết sức đặc biệt. Mod tất cả các Pokemon hệ lửa vào và cho bọn chúng phân tài với nhau để xem đâu là Pokemon mạnh nhất. Trước mặt của chúng ta vừa có Pokemon huyền thoại và Pokemon thông thường. Chắc có lẽ một số bạn sẽ cho rằng chắc chắn Pokemon thần thoại sẽ mạnh hơn rồi. Nhưng xin thưa, đây là game, trò chơi. Mỗi con giống như là mỗi nhân vật vậy. Nó không có hề phân biệt huyền thoại hay là bình thường. Do đó sức mạnh của bọn chúng là tương đương với nhau. Trước khi cho cuộc tranh tài bắt đầu, mình xin giới thiệu qua các Pokemon xuất hiện ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là ngựa lửa. Với chiếc bờm đầy rực lửa trên cơ thể của mình thì ngựa lửa có sức mạnh đó chính là tốc độ. Nó có thể đạt được 240 km/h, một tốc độ bàn thờ vô cùng nhanh nhẹ. Cái bên ngựa lửa đó chính là chó lửa. Chó lửa này tốc độ của nó cũng không hề thua kém ngựa lửa. Bất cứ tên trộm chó nào mà chạy Escenter tới, nó cũng đều đuổi theo và cắn chết cả. Ui sợ quá, phải ban mà thôi. Pokemon thứ ba có màu trắng bạch dương kia, đó chính là Reshiram. Nó là một Pokemon thần thoại và khả năng dùng lửa của nó ở ngoài đời thực đạt được sức mạnh tuyệt đối. Nhưng liệu trong game này, nó có phải là chúa tể của các loại Pokemon lửa hay không? Tiếp theo là Pokemon rồng lửa Charizard. Pokemon này không phải là thần thoại, nhưng nó rất mạnh. Ở trong phim Bủ Bối Thần Kỳ, nhân vật chính Satoshi từng thu phục nó. Nhưng tính khí nó kêu ngạo, nó chỉ muốn ăn ngủ với ị thôi, chứ không muốn đánh nhau gì cả. Thêm một con Pokemon thần thoại xuất hiện ngày hôm nay nữa, đó chính là Rodan. Nó là một Pokemon khủng long nham thạch thời nguyên thủy. Sức mạnh của nó thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng liệu ngày hôm nay nó có vượt qua các đối thủ khác để trở thành vị chúa tể của loại Pokemon lửa hay không? Kế bên Golden lại xuất hiện thêm một Pokemon thần thoại nữa. Đó chính là chim lửa Ho-Oh. Nó có sức mạnh tương đương với lại chim Mordred đó các bạn. Chúng ta thường nhầm hai loại chim này với nhau, nhưng nó khác nhau. Và sức mạnh của nó cũng không hề thua kém nhau. Kế cuối đó chính là Pokemon cáo chín đuôi. Sức mạnh của cáo chín đuôi không chỉ nằm ở năng lực lửa, mà còn trí tuệ và tốc độ của nó. Nhắc đến cáo thì chúng ta biết là vô cùng xảo quyệt rồi đúng không? Chuyên dụ dỗ đàn ông, đặc biệt chỉ dụ đàn ông đẹp thôi chứ không có dụ đàn ông xấu. Cuối cùng đó chính là Pokemon gà lửa võ sĩ. Không những cũng có sức mạnh từ lửa, mà tốc độ từ móng vuốt và khả năng võ thuật của nó cũng rất cao. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng cho cuộc tranh tài bắt đầu để xem đâu mới là Pokemon hệ lửa mạnh nhất. Chúng ta có 8 Pokemon hệ lửa, vậy là sẽ có 4 cặp đấu. Tôi nhanh chóng cho máy tính chọn ngẫu nhiên thì đã chọn được 2 Pokemon cho trận đầu tiên. Đó chính là Pokemon thần thoại Ho-Oh chiến đấu với lại rồng lửa Charizard. Trận chiến đầu tiên cũng chính thức bắt đầu. Lúc này hai Pokemon này cũng nhanh chóng lao vào nhau, giống như là đã có thù từ tiền kiếp vậy. Không lẽ ở thế giới tự nhiên bọn chúng đã từng tranh giành thức ăn hay là tranh giành con cái với nhau hả trời? Hay có khi nào bọn chúng mượn tiền lẫn nhau mà không chịu trả? Kết quả bây giờ thấy nhau là muốn tiêu diệt nhau rồi. Hay, chuyện đó thì bỏ qua một bên đi. Chúng ta nhanh chóng quay trở lại tình hình trận đấu của chúng ta. Lúc này có vẻ như là Pokemon chim lửa Ho-Oh chiếm lợi thế hơn rất nhiều, bởi vì thân hình của nó to gấp 3 lần Pokemon rồng lửa Charizard. Nhưng tôi thấy cuộc chiến đấu giữa hai bọn chúng không hề phun lửa hay không hề sử dụng nguyên tố lửa nào ở đây cả. Chắc có lẽ bọn chúng đều là Pokemon lửa nên lửa không có tác dụng lên người của bọn chúng. Do đó bọn chúng chỉ sử dụng tấn công vật lý để kết thúc nhau thôi. Hả? Nhìn kìa, có kết quả rồi. Trời đất ơi, Ho-Oh với lợi thế là cơ thể to lớn cuối cùng đã hạ được rồng lửa Charizard. Vâng, xin chúc mừng nó đã bước vào vòng bên trong. Máy tính lại tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên hai trong số những Pokemon còn lại. Và trận đấu thứ hai đó chính là cuộc đối đầu giữa Pokemon thần thoại Rodan và Pokemon cáo lửa chín đuôi. Wow, chắc có lẽ đây là một sự bất lợi lớn đối với Pokemon cáo lửa. Bởi vì nó thứ nhất chỉ là dạng bình thường, thứ hai nó thân hình nhỏ bé hơn Rodan rất nhiều. Nhưng liệu cáo lửa có thể sử dụng mỹ nhân kế,
có thể sử dụng khả năng vũ trai của nó để dụ Golden phải bỏ cuộc hay không? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Trong lúc cáo trên đuôi đang cố gắng tiếp cận lấy khủng long nham thạch và bắt đầu thực hiện một chiêu gì đó, thì Golden lại đẩy cáo trên đuôi ra, thậm chí nó còn phun hơi thở mỏi thối nữa, à không phải gọi là hơi thở nguyên thủy chứ, khiến cáo chính đuôi đã bất lợi, càng thêm bất lợi. Cũng giống như là trận trước thì trận này hai Pokemon đều không sử dụng năng lực lửa. Chắc có lẽ bọn chúng hiểu rằng lửa thì cũng không mấy tác dụng lên Pokemon cùng loài. Vâng, và cuối cùng trận chiến thứ hai đã có kết quả, phân thắng nghiêng về Golden. Và đây là kết quả không mấy bất ngờ. Ở trận chiến thứ ba là sự đối đầu sau khi được lựa chọn ngẫu nhiên, đó chính là chó lửa và ngựa lửa. Vâng, hai sinh vật này đều có tốc độ bàn thờ và rất là nhanh. Nhưng liệu trong trận chiến này bọn chúng sẽ chiến đấu với nhau như thế nào? Wow, bọn chúng đã trực diện lao đầu vào nhau và hút nhau. Ôi trời đất ơi, xem y chang như là trâu bò hút nhau vậy, chả khác gì. Hả, có kết quả rồi kìa. Kết quả chó lửa đã bị bể ốc và ngựa lửa giành chiến thắng. Thật là kinh hồn. Khó, chết mẹ mày. Ở trận chiến cuối cùng thì chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu giữa hai Pokemon còn sót lại, đó chính là gà lửa võ sĩ và Pokemon rồng thần thoại Reshiram. Chắc có lẽ lại thêm một bất lợi lớn nghiêng về võ sĩ gà lửa, đó chính là phải đối mặt với một Pokemon thần thoại truyền thuyết rất mạnh, đồng thời nó còn có khả năng bay trên không nữa chứ. Lúc này Reshiram tận dụng lợi thế của mình, bay qua bay lại rồi sử dụng lửa phun vào người của gà lửa. Rõ ràng năng lực lửa khi đối diện trực tiếp với loại Pokemon hệ lửa không mấy tác dụng, nhưng tại sao Pokemon trồng lửa Reshiram lại sử dụng chiêu này chứ? Chắc có lẽ có một sự tính toán nào đó trong đầu của nó đây. Nhưng khoan, dường như thứ lửa của Reshiram phun ra không phải là loại lửa bình thường, mà là một thứ lửa màu xanh. Ha, không hay rồi, gà lửa võ sĩ đã bị tử trận. Trời đất ơi, thật lợi hại quá đi. Reshiram không hổ danh là một Pokemon thần thoại mà nó còn thông minh nữa chứ. Kết thúc vòng sơ cấp đã có 4 Pokemon giành chiến thắng. Tôi cũng nhanh chóng cho máy tính chọn ngẫu nhiên 2 trong 4 Pokemon đó để phân tài vòng cao cấp hơn. Ở trận đầu tiên của vòng cao cấp đó là sự đối mặt giữa Pokemon truyền thuyết Golden với lại Pokemon ngựa lửa. Có lẽ một số bạn sẽ lại cho đây là một trận chiến chênh lệch đẳng cấp, cũng giống như là kích thước hình thể đúng không? Nhưng chúng ta hãy tiếp tục xem ngựa lửa có lật ngược được tình thế, tiêu diệt Pokemon thần thoại và ghi tên mình vào vòng chung kết hay không. Wow, wow, lúc này ngựa lửa rất châu bò các bạn à. Khả năng cao trận này ngựa lửa tôi nghĩ sẽ giành chiến thắng đó. Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, hai con cùng té xuống một lúc à. Chúng ta xem lại kỹ hơn nào. Vâng, có vẻ như lúc này cá ngựa lửa và Pokemon Golden khủng long nham thạch đã cùng chết một lúc. Nhưng ngựa lửa đã bị banh sát trước, Golden té xuống sau. Vậy xin chúc mừng Pokemon thần thoại nham thạch. Ở trận chiến thứ hai của vòng loại cao cấp cũng đã diễn ra là sự đối đầu giữa hai Pokemon còn lại, chính là Pokemon thần thoại Ho-Oh và Pokemon thần thoại rồng lửa Reshiram. Lần này thì có vẻ như là cuộc chiến cân bằng hơn, bởi vì hai bên đều có kích thước tương đương nhau và đều là Pokemon thần thoại truyền thuyết. Hai bên bắt đầu lao vào nhau. Ho-Oh thì không sử dụng năng lực lửa mà nó sử dụng chiếc miệng của mình để rỉ lòng Reshiram. Còn về phía Reshiram, nó lại tiếp tục dùng chiến thuật bay lên trên cao và phun lửa vào người của đối thủ mình. One hour later. Trải qua một tiếng đồng hồ tôi quan sát, tôi cũng đã đi toilet mấy chục lần luôn, thì cuối cùng cũng đã có được kết quả. Lúc này có vẻ như Ho-Oh bắt đầu thấm mệt và bắt đầu bị sát thương bởi ngọn lửa của Reshiram phun ra. Con Reshiram nó vẫn ung dung bay lên trên cao và tấn công đối thủ xuống phía dưới. Sau đó thì chuyện gì đến cũng xảy ra các bạn à. Ho-Oh chính thức tắt thở và ngừng chiến đấu. Phân thắng nghiêng về rồng lửa Reshiram Bạch Dương.
Xin chúc mừng nó đã bước vào vòng chung kết để đối đầu với Pokemon thần thoại Rodan. Vậy là chúng ta đã đến với trận chung kết chờ đợi nhất ngày hôm nay. Đối đầu giữa hai Pokemon hệ lửa cực kỳ mạnh. Vâng, và rồi trận đấu cũng chính thức diễn ra. Lúc này, Reshiram dường như đã thay đổi chiến thuật các bạn à. Nó không còn lượn qua lượn lại để tấn công con mồi từ trên không nữa, mà nó đã trực diện phun lửa trực tiếp vào trong người của Golden. Còn về phía Golden, dường như nó đang cố gắng che lấy phần ngực của nó, bởi vì phần ngực thì không có dày giống như là phần lưng, và nó sử dụng phần lưng để đỡ những cái đòn lửa vô cùng mạnh của Reshiram. Đồng thời nó dùng bàn tay móng vuốt vô cùng chắc chắn của nó dán những đòn dán chí mạng lên người của Pokemon Bạch Dương. Sau đó nó còn sử dụng hơi thở nguyên thủy nữa, khiến cho Pokemon Bạch Dương không tài nào có thể bay lên cao được. Có vẻ Pokemon Golden đang chiếm lợi thế rất nhiều. Cuộc chiến đã diễn ra được nhiều phút rồi. Lúc này hình như là cả hai Pokemon đều đang bị thương rất nặng, nhưng bọn chúng cũng thật trâu bò. Bọn chúng không hề bỏ cuộc và quyết phải trở thành Pokemon hệ lửa mạnh nhất. Nhìn kìa, không lẽ Pokemon khủng long nham thạch đã thua rồi hay sao? Sao thấy nó cứ đứng im một cục không vậy? Không lẽ nó đã ngấm mệt, nó đã bị thương rất nặng, không thể cử động được? Không, không các bạn à, nó đang cố gắng nghỉ ngơi để lấy lại sức, chống lại Pokemon Reshiram. Wow, và không ngờ chiến thuật của nó đã vô cùng hiệu quả. Nó đã đánh bại được Pokemon Bạch Dương và trở thành Pokemon hệ lửa mạnh nhất. Xin chúc mừng Golden Nham Thạch thần thoại